Có thể người phụ nữ sau khi sinh sẽ phải trải qua rất nhiều sự thay đổi lớn. Việc chăm sóc sau sinh rất quan trọng để bà mẹ có thể nhanh chóng trở về trạng thái bình thường và hồi phục sức khỏe. Bác sĩ Huỳnh Vưu Khánh Linh, khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc sẽ có các hướng dẫn cụ thể sau. Hãy lưu lại khi cần nhé! Phần 1. Vệ sinh vùng kín, chăm sóc tử cung và chăm sóc vú. 1. Vệ sinh vùng kín. Quá trình sinh con khiến âm đạo của người mẹ bị tổn thương. Đầu thai nhi khi đi qua ống đẻ chắc chắn sẽ dẫn đến đau và khó chịu ở vùng dưới. Vậy cần vệ sinh vùng kín sau sinh để đảm bảo tốt cho sức khỏe của bà mẹ sau sinh. Mẹ không nên đặt bất cứ vật gì vào bên trong âm đạo trong vòng 6 tuần đầu sau sinh. Không dùng tampon, thụt rửa, đi bơi trong thời gian này. Không quan hệ vợ chồng cho đến khi bạn đã tái khám hậu sản trong vòng 6 tuần đầu sau sinh và được bác sĩ tư vấn. Hàng ngày bạn cần vệ sinh vùng kín bằng nước ấm để tránh viêm nhiễm. Không nên kiêng tắm gội. Trường hợp không thể tắm, bạn vẫn nên lau khô người bằng nước ấm và thay quần áo hàng ngày. Sau khi đi tiêu, đi tiểu, bạn nên làm sạch tầng sinh môn nhẹ nhàng bằng vòi xịt hoặc bình xịt nhỏ trước. Sau đó lau khô nhẹ nhàng bằng giấy vệ sinh. Chú ý lau theo chiều từ trước ra sau, tránh vi khuẩn từ hậu môn có thể lây ra âm đạo. Nếu bạn sinh thường và có cắt tầng sinh môn, vết khâu sẽ lành và ổn định sau vài tuần. Để giảm đau hoặc các triệu chứng khó chịu, bạn có thể dùng các chế phẩm giảm đau dạng đặt hậu môn hoặc thuốc gây tê dạng xịt theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bạn cũng có thể sống tự dược hoặc ngâm tầng sinh môn trong nước ấm 2-3 lần trong ngày, mỗi lần khoảng 5-10 phút trong vòng 1-2 tuần. Bạn nên thay băng vệ sinh cứ 3-4 giờ một lần. Mỗi lần thay băng bạn nên dùng nước ấm làm sạch bên ngoài vùng kín, lau khô nhẹ nhàng rồi mới dùng băng vệ sinh. Nên mặc quần áo rộng rãi, sử dụng các chất liệu thấm hút mồ hôi và thoáng mát càng tốt. Mặc quần áo bó sát sẽ khiến vết khâu bị cọ sát, có thể làm chảy máu. Tập bài tập Kegel giúp tăng lưu thông máu đến vùng tầng sinh môn, giúp vết khâu tầng sinh môn mau lành hơn. Ngoài ra, bài tập Kegel giúp các cơ vùng đáy chậu khỏe mạnh, có sức chống đỡ dẻo dai hơn. Bạn hãy bắt đầu bằng động tác đơn giản là nín tiểu chừng 10 giây, sau đó thả lỏng. Lặp lại động tác này trong 20 lần sẽ có hiệu quả. 2. Chăm sóc tử cung. Sau sinh, tử cung vẫn còn cao trên khớp mu 13 cm. Trung bình mỗi ngày tử cung co hồi 1 cm. Ngày đầu có thể co nhanh hơn từ 2-3 cm. Và sau sinh 12-13 ngày không sờ thấy đáy tử cung trên khớp vệ. Trong quá trình tử cung co để dần trở về kích thước và vị trí ban đầu, bạn có thể có cảm giác đau. Việc co hồi tử cung cũng giúp làm giảm ra máu âm đạo. Nếu thấy đau, co thắt nhiều, bạn có thể liên hệ với bác sĩ để xin tư vấn sử dụng thuốc giảm đau dạng uống nhằm giảm đau do co thắt. Không được chườm nóng lên tử cung vì việc chườm nóng có thể làm tử cung co hồi kém, dễ gây băng huyết. Nếu bạn mổ lấy thai, bạn cần giữ vết mổ sạch và khô. Nếu vết mổ sưng, đỏ, đau, rỉ dịch, rỉ mủ thì nên liên hệ bác sĩ. Không được khiêng vác vật nặng trong 2-4 tuần đầu sau sinh. Chăm sóc vú. Sữa non sẽ về trong 3 ngày đầu, sau đó sữa trưởng thành sẽ về sau khi 3-5 ngày. Mẹ cho bé bú sớm sẽ kích thích việc tiết sữa và ngừa tắc tuyến sữa. Nếu tuyến sữa của bạn bị tắc, bạn chườm lên hai vú bằng chiếc khăn sữa ấm, giúp các ống tuyến vú giãn nở và sữa dễ xuống hơn. Massage vú rồi sau đó cho bé bú. Sữa các cữ bú, bạn có thể chườm vú bằng khăn lạnh để giúp giảm căng, sưng. Bạn có thể tăng nhẹ thân nhiệt dưới 38 độ C khi cầm sữa. Khi đó bạn có thể sử dụng paracetamol để giảm đau và hạ sốt, giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Nếu vú có những vùng sưng, nóng, đỏ, đau, bạn nên liên hệ với bác sĩ vì đó có thể là triệu chứng của nhiễm trùng. Tiếp tục cho bé bú, ngay cả khi vú nhiễm trùng để giúp tia sữa thông thoáng, sữa của bạn sẽ không gây hại cho bé. Chú ý giữ núm vú sạch và khô, rửa với xà phòng nhẹ và rửa bằng nước. Nếu bạn cảm thấy núm vú bị nứt, chảy máu hoặc nhiễm trùng, bạn có thể dùng kem trị nứt đầu vú chứa lanolin, Poulan Cream thoa núm vú sau khi bé bú. Bạn không cần rửa sạch kem trước khi cho bé bú.
Mặc loại áo nâng ngực phù hợp với người cho con bú. Bạn có thể bị chảy sữa núm vú, vì vậy hãy sử dụng thêm miếng lót thấm sữa trong áo nâng ngực. Khi cho con bú, bạn cần tăng thêm từ 200 đến 300 calories trong bữa ăn hàng ngày bằng cách bổ sung các thực phẩm cần thiết. Hãy ăn các thực phẩm giàu canxi như rau cải, lá xanh đậm, sữa, yogurt. Ăn thêm chất xơ và protein như thịt, cá, trứng, hạt. Uống từ 8 đến 10 ly nước mỗi ngày. Bạn có thể uống nước lọc, nước ép, sữa ít béo mỗi khi bạn cần cho bé bú. Bạn không nên hút thuốc khi cho con bú. Nếu bú tắc tia sữa, bạn có thể dùng túi chườm lạnh vài lần trong ngày khi cần để giảm viêm. Nếu bạn đau nhiều, bạn có thể dùng thuốc giảm đau paracetamol. Khi tắm, bạn không nên để tia nước nóng tiếp xúc trực tiếp với vú. Trong phần 2 của series này, bác sĩ sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về cách cho con bú, cách phòng ngừa trầm cảm và những dấu hiệu cần đi khám ngay. Hãy đón xem để có đầy đủ kiến thức chăm sóc sau sinh cho mình, mẹ nhé! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.